Trần Ích Tắc có phải là một siêu gián điệp mà nhà Trần cài vào quân Mông Nguyên hay không? Đây chỉ là một giả thuyết chưa được chứng minh nhưng rất thú vị. Năm 1285, 50 vạn quân Nguyên thế mạnh như trẻ tre tiến vào nước ta, nghiền nát tất cả những cánh quân Đại Việt cản đường, kinh thành Thăng Long thất thủ, hai vua phải rời kinh đô cùng toàn dân chống giặc. Đúng vào lúc đất nước nguy nan nhất phải gồng mình lên để chống giặc, hoàng tử Trần Ích Tắc mang cả gia quyến đầu hàng. Nhắc tới Trần Ích Tắc, cả Sử Việt và Sử Trung đều công nhận ông là một người đa mưu túc trí, tài năng xuất chúng, là vị hoàng tử được Thái Tông Trần Cảnh yêu mến nhất. Trần Ích Tắc học vấn uyên thâm vào hàng bậc nhất đương thời. Những danh thần nhà Trần về sau như Mạc Đình Chi, Chương Hán Siêu đều là học trò của ông. Một vị hoàng tử tài ba xuất chúng như vậy đột nhiên lại trở thành một kẻ tham sống sợ chết, bán nước cầu vinh, đầu hàng quân Nguyên Mông. Điều đó là một cú sốc lớn cho cả Đại Việt lúc bấy giờ. Những tưởng vương tử thoát hoang được một người cơ trí và nắm rõ nội tình nhà Trần trong lòng bàn tay như là Trần Ích Tắc hỗ trợ, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhưng không, điều kỳ lạ là từ khi Trần Ích Tắc quy hàng, gió bỗng đổi chiều.